Trước đây là một tiền vệ xuất sắc, nhỏ người nhưng chơi rất kỹ thuật và thông minh. Ở hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái nhỏ của bạn. Khán giả vẫn đang đến sân Mỹ Đình bởi vì những cửa ngõ dẫn đến sân Mỹ Đình hiện nay đang bị tắc nghẽn. Alfred Riedel ngoài Việt Nam với Russia còn đã dẫn dắt một đội tuyển nữa của Đông Nam Á, đó là đội tuyển Lào, cùng với đó là U23 Lào. Ông Riedel đã đưa U23 Lào lọt vào bán kết ở SEA Games năm 2009. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Russia đã bắt đầu. Để cổ vũ các cầu thủ Việt Nam, pha đi bóng cắt mặt rất nguy hiểm. Các cầu thủ Việt Nam cần phải đá nhanh hơn bên phần sân Indonesia. Vẫn còn. Rất đáng tiếc. Đường truyền của Thanh Trung, không được. Một pha chèo bóng rất quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Chúng ta đang chứng kiến một không khí rất đẹp của hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. Đường truyền vào trong của Thanh Trung rất tốt. Trong 3 năm qua, có thể nói ở những trận đấu quan trọng thì vị trí của Nguyên Mạnh là bất khả xâm phạm. Dứt điểm của Văn Toàn. Văn Toàn đã chứng tỏ sức dướn rất tốt. Văn Toàn không việt vị. Tình huống để mất bóng rất nguy hiểm. Quá xa lô xa. Rất may mắn khi mà thủ môn Nguyên Mạnh đã đổ người hợp lý. Không được. Đinh Thanh Trung đang ở độ 9 trong sự nghiệp của mình. Pha phạt công hết sức nguy hiểm. Tỷ số được mở cho Indonesia. Cầu thủ Việt Nam mãi dâng cao tấn công không rút về kịp. Pha phản công rất nhanh. Người ghi bàn chính là Boaz Salosa, cầu thủ từng được coi là khắc tinh của hàng phòng ngự đội Việt Nam. Boaz Salosa lúc này đã nhiều tuổi và anh có bề ngoài không khác gì một võ sĩ. Nguyên Mạnh đã không thể bắt dính bóng. Cầu thủ đã sút bóng là Lili Pali, người đang chơi bóng tại Hà Lan. Công Vinh. Sút bóng. Bóng rất tốt. Có lẽ là Đinh Thanh Trung. Cú ra chân rất tốt. Chỉ thiếu có may mắn để thành bàn thắng.
cơ hội tốt nhất dành cho đội Việt Nam đến thời điểm này. Thành Trung đá phạt. Tỷ số là 1-0. Thêm một lần Lê Quỳnh Minh chứng tỏ duyên ghi bàn. Lê Quỳnh Minh đã tự phá kỷ lục của chính mình. Bàn thắng thứ 48 của Lê Quỳnh Minh trong màu áo của Việt Nam. Khi thời gian hiệp 1 còn rất ít, Công Bình đã hòa 1-1, lại là một pha đá phạt của Thanh Trung. Có thể nói trong thời điểm này thì những pha đá phạt của Thanh Trung thực sự là một vũ khí lợi hại của đội Việt Nam. Vẫn còn. Bóng đá chạm tay cầu thủ Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan Phim Trang đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đá chạm tay đình luật. Vừa rồi là một tình huống không thật rõ. Chúng ta cần một góc quay kỹ hơn. Thử thách dành cho thủ môn Tuấn Linh. Tuấn Linh và Ifran Baslim. Rất tốt để đội bạn đưa tỷ số lên 2-1 và Baslim đã thành công. Cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản cho Consadole Sapporo, Ifran Baslim thêm một lần ghi bàn vào lưới đội Việt Nam ở trận đấu được coi là lượt đi trên đất Indonesia. Anh là người đã gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ vạn đảo. Baslim đã rất bình tĩnh lừa được thủ môn Tuấn Linh. Thêm một tình huống để mất bóng ở giữa sân rất nguy hiểm. Quá xa lô xa. Pha bóng rất đẹp. Tuấn Linh vừa tung người cản phá. Cú đá chân trái đầy uy lực của quá xa lô xa. Bóng đi mạnh và hiểm. Nhưng Tuấn Linh đang chứng tỏ đường khả năng của mình. Cho phép Mansa là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Không được. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Indonesia. Pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung. Vào năm ngoái, Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu trên giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28. Tỷ số trận đấu là 2-2. Và ghi bàn của Công Phương. Công Phượng luôn rất nỗ lực khi có dịp vào sân. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phượng trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Pha
pha phối hợp rất đẹp của Boa Văn Thanh, Thanh Lương, và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phượng. Thanh Lương đã chuyền vào rất hay. Một cú chạm bóng. Đình Luật. Đường chuyền của Ngọc Hải. Được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình, một pha chạy chỗ và dứt điểm trong tư thế rất khó mà hoàn toàn vẫn thành công. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại